Mẹ. Nói đấy. Muốn hỏi thì có. Lùng mò mè dễ sợ. Hôm nay mệt. Lên mai hôm hô dễ sợ à? Lên mai means tomorrow. Oh, yesterday. Yesterday là chi? Hôm qua. Hôm nay mệt. Nói Dustin. Biết nghĩ muốn chết xong không Dustin? Cũng không. Xong. Cũng còn chết tiệt, đừng có nói đầm bài đầm bá. Chỉ nữa. Mong tim của Dustin chết luôn à? What you say? Húi miệng, húi mồm. Means đừng có nói tầm bậy. Húi miệng, húi mồm, ok. Yeah, nói như húi miệng, húi mồm. Lùm mọ. Mọi người ai Dustin nói vì nói đầm bà thở. Nói bữa nay gọi điện thoại cho mẹ. Nói mẹ dạy tiếng Việt đi hãy. Đúng. So how do you say that one thing one more time? Hôi miệng, hôi mồm. Okay. Hôi miệng, hôi mồm. Like mom. Mồm. Hôi miệng, hôi mồm. Got it. Đăng nào gà. Yeah. Nói đến này chuyện đấy. Ôi, mẹ. Mẹ dạy anh rồi điên ăn. Điên biệt Dustin. Mẹ dạy con. Đang nói như chuyện rồi mẹ đi học đấy. Yeah, Dustin dạy điên ăn cho mẹ. Mòn không? Mẹ mới đi học với bố nữa. Mẹ mấy tuổi mẹ ơi? 61 tuổi. 51. Con trẻ. Mẹ con trẻ. 61 tuổi cho con trẻ. Biết không mẹ? Đừng ngủ. Mẹ đang nói đầm bài. Dustin biết Phật tổ. Trước. Rồi đừng có nói đầm bài. Phật tổ nói là đừng có nói đầm bài à? Nói đừng có ham hố với chồng. Phật tổ nói được à? He says cook for your husband. Phật tổ nói nấu ăn cho chồng. Yeah. Phật tổ mới nói được. Phật tổ mới nói American food. Phật tổ dạy là đừng có nói trong bài phải nấu ăn cho chồng. Phật tổ nói sao chứ? Phật tổ cái lùm mò đó nói Phật tổ muốn nói. Hello các bạn, cái lùm mò and Dustin là đai khỏe không? Cái lùm mò là đai. Lùm mò ăn. Em. We cái lùm mò như cái name is Geloma Lắc Lèo. Cái này cái này mày lắc lẹo này. This is Geloma Thiêng Thân or Geloma Thiêng Thân. Dustin là Geloma Dustin. This is Geloma Acqui. Acqui à, ai Acqui với Clean. Với lại nữa. Sao? Dustin ơi. Hôm nay vợ đang ăn Vietnamese spaghetti. Vietnamese spaghetti. Không ngon. Với tofu. Không thích ăn thịt, không thích ăn rượu, rau. But không thích rượu either. Nasty. Dustin không uống rượu à? Uống rượu. Nope. Vì rằng? Because I don't. It's not good for your body. Không tốt cho cơ thể à. Rồi bắt đầu lại rồi đó. Đây này, cái ní mày to này. Đó, thấy chưa? Camera thấy không? Không thấy. Mình đâu có đâu. Không có, đúng không? Có không? Có gì sơ. Nào! Không có, Dustin mới nhiêu này, đó, đấy, coi, cho quay Dustin này. Your fingers on the lens. No, it's not this one. No, it's not, the lens is up here. Dustin hôm nay đẹp trai nha. Cảm ơn em vì em đã cho anh tóc bạc. That's true. Này, nhìn tóc bạc của em này, em có nhiêu tóc bạc này. Not from me. Các bạn coi mình có tóc bạc nhiều lắm nghe. Đó, đó thấy chưa? Ở đây là có một sợi rồi. Dustin làm cho mình bạc tóc luôn. Hồi mới cưới á thì Dustin tóc râu tóc đầy đủ. Và râu tóc rất là đen ha. Bữa nay 6-7 năm cưới rồi á. Thì bữa nay Dustin có tóc bạc khá là nhiều, mình cũng có tóc bạc nhiều nhưng mà mình thì cái rén của nhà mình là tóc bạc sớm rồi. Con không biết cái rén của Dustin thì sao. Mà Dustin cái đầu bữa nay bị hỏi khá là nhiều. Thì đó là dụng bộ của Dustin thôi. Ông này là ông thích đội mũ. Cái mũ đó mà mình đem đi thu rồi. Nhưng mà không kiếm ra được là ông đội cả ngày cả đêm luôn. Ông đội tới khi nào ông đi ngủ ông mới cởi ra, mới lấy mũ ra. Đúng không anh? No idea what you said. 999 mover. Chi? Mover. Đang làm chi rồi mover. Không nói mover nói em vơ thôi. Thiên thân của anh vơ. Thiên thân của anh, yes sir. Anh là thiên thân của em. Anh là ác quy của em. Oh. Ác quy đẹp trai. No, ác quy bị hùa. Nói hoang thôi chứ không là hoang. Rất hoang, thật nói hoang. Thì răng mới thật nói hoang nữa. Nào anh thật nói hoang vì cái miệng ngữ. Nói coi em là thiên thân. No, I said it once, that's enough. I don't want you to get a big head. Làm chi mà get a big head. Có đau to à? Chặn, không muốn em chặn. Anh gọi là nếu mà anh gọi em là thiên thần là em hạnh phúc được không? Hạnh phúc thoải mái. Thì gọi tiếp đi. Gọi em là thiên thần đi anh. Hôm nay Nhi và Dustin đến nhà bố mẹ Mỹ. Nhà bố mẹ Mỹ của mình á. Anh thích màu chi nhá? Che ba màu. Hỏi thích màu chi mà hỏi thích che ba màu. Thích ăn chè ba màu, anh nấu chè ba màu rất là ngon. Chị nữa. Răng mới giỏi nữa. Vì YouTube dạy ăn chị nữa. Ồ, vì YouTube dạy ăn à? Em có dạy ăn cái chị không ăn? Em dạy ăn all good things. Dạy ăn rồi tầm 7 tầm 3. Đó chị mới nói tầm 7 tầm 3. Em dạy ăn cái chị. Anh thích học nói tầm 7 tầm 3, ok? Vơ dạy nói hoang. Mình cũng nghe Dustin là thích học những cái từ đó. Cho nên là mày hỏi mình. Thì mình những cái từ mà nói hoang nói tầm 7 là dạy một lần thôi là nhớ liền. Anh nhớ cái thông thí không nói tầm 7 tầm 3. Cái thông thí? Thiên thông. Ở nhà anh là thiên thần à? Chính nữa. Ôi trời ơi lầm. Trời của anh Jesus nói đừng có nói tầm 7 tầm 3. So, chơi của anh là dạy anh là đừng có nói tầm 7. Yeah. Mà ai dạy anh nói tầm 7 anh? Oh sorry. Christ, I'm gonna get rabies. Sorry. Yeah, I'm gonna get rabies now. Bữa đây em hôn ngón tay. I don't want you to home nothing. You're bound to bite me again. Sorry. That's my finger I picked my nose with. No, I didn't mean that. Long time. No, because you put your finger in my mouth and there was a bump on the road. I'm Khai muối em đang ăn. Anh ơi. Để nói cho bạn nghe. Dustin nói là chơi của Dustin chúa dạy là đừng có nói tầm 7 nhưng mà ở nhà là vợ dạy nói tầm 7 nhưng mà đó là không đúng sự thật. Vợ cái lô mò là ác quy, đi nói đầm bài đầm bà nói hoàng. Nói cái lông mọ là ác quỷ, lông mọ đi là ác quỷ. Ai anh nhá vớ nói tôi cũng đi như trao. Bởi vì anh làm em giận khi nào á. Làm chi mà giận? Khi nào anh rất là lì. Ví dụ làm cái gì đó. Làm chi mà lì? Lì cái chi? Ồ, lì nhiều chuyện lắm. Lì rất là nhiều chuyện. Em nói á, đừng có làm cái này nữa, đừng có. Ví dụ như mình đang làm cái gì đó vào ngồi ôm. Vâng, thật rồi, đừng, đi. Vào ví dụ mình đang làm bằng cái việc gì, hoặc là đang ăn nha, đang ăn. Ông vào ông nói ôm ăn thì mình nói thôi để em ăn thì đã rồi ôm sau rửa mà nói kìa, ôm ăn mà tới khi ông nói khi nào mình ôm. Vơ sao rồi bây giờ nói vơ sao này, nói vơ đáng này lão nữa rồi đó mới nói em là lão nữa vì người lão em không là lão em là thiệt. Bởi vậy nhiều khi nói đừng có làm mình ông càng nói là ông càng cứng đau là ông càng làm thì mình điên lên mình phải nói sao mà ly như cháu vậy. Ban đầu ông không hiểu cái ly như cháu là gì nhưng mà mình nói vài lần thì ông hỏi thì có lần mình nói là stubborn like a buffalo thì đó là cái từ của Việt Nam có nghĩa là sao mà cứng đau quá vậy đúng không? Chắc là cái từ đó là của người Huế, ly như cháu. Đúng không anh? Không đúng. Sao? Anh muốn làm con gì vậy? Anh là con gì? Anh là con ngựa. Đúng không? Anh là tuổi ngựa. Ngựa the horse. Bữa nay nói là ly như con ngựa hay đừng nói ly như con trâu. Đúng không? Tại vì anh là tuổi ngựa cho nên nói ly như con ngựa. Ok. Đúng. Cho nên vợ thật nói thằng kia thật. Thằng kia, kêu thằng kia. Mình kêu ông thằng kia, ông nói ông cũng kêu mình là thằng kia, mình nói không phải thằng kia đâu. Yeah, you move kia, thằng kia, you everything kia. You có kia. Có kia. Dustin có kia. Ở đâu? Ở đâu? Ở đây nè. Ở đây cái miếng. Dustin có kẻ khắp người luôn. Em này có hỏi đi răng nó thích đôi cái mũ hỏi nữa. Because I have no hair. Of course. Keeps my head warm. You still look very handsome. It keeps my head warm. You even wear it in the summer. I don't care. It's my style.